Thưa quý vị, tâm lý lo ngại về biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đang buộc hàng loạt quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải tạm dừng các kế hoạch nới lỏng hạn chế đi lại, cũng như việc đón du khách quốc tế trở lại. Từ Nhật đến Úc, nhiều nước đang điều chỉnh kế hoạch mở cửa trước nỗi lo biến thể mới sẽ gây ra một làn sóng dịch nghiêm trọng, đặt hệ thống y tế vào tình trạng quá tải như năm ngoái. Gần đây nhất, chính quyền Nhật ra tuyên bố đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài từ ngày 30 tháng 11 cho đến cuối năm, bao gồm các đối tượng đặc thù công việc như doanh nhân hoặc du học sinh ngay khi phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cùng ngày, theo hãng tin Reuters. Đáng chú ý, nước này chỉ mới dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách nước ngoài đến Nhật vì mục đích kinh doanh và học tập được vài tuần. Sau khi nhiều công ty kiến nghị nên mở cửa để tránh hụt hơi trước các nước phương Tây vốn đã mở cửa từ nhiều tháng qua. Cùng lúc đó, chính quyền Úc cũng tuyên bố nước này sẽ hoãn kế hoạch cho phép sinh viên và lao động nước ngoài có tay nghề cao nhập cảnh cho đến hết ngày 15 tháng 12. Kế hoạch đón du khách từ Nhật và Hàn Quốc của Úc cũng sẽ bị đình chỉ trong giai đoạn này, với lý do tạo điều kiện cho các nhà chức trách thu thập thêm thông tin về biến thể Omicron. Tính đến nay, Úc đã đóng cửa biên giới với người nước ngoài suốt 20 tháng, khiến thị trường lao động trong nước lâm vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch. Số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này hiện dừng ở con số 5, gồm 4 người ở bang New South Wales, đông dân nhất cả nước, và 1 ca ngoại nhập ở bang Western Australia. Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là một trong những quốc gia tiên phong mở cửa cho du khách nhập cảnh từ hồi tháng 10, nay cũng phải cân nhắc. Theo tờ South China Morning Post, từ ngày 28 tháng 11, du khách vào nước này cần được yêu cầu phải cách ly theo dõi một tuần, tăng 3 ngày so với quy định trước đó. Chính quyền một số đô thị lớn như Bali và Jakarta thì tuyên bố tái nâng mức hạn chế cộng đồng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Các văn phòng và nhà hàng giờ đây chỉ có thể hoạt động với công suất tối đa 50%, còn siêu thị là 75%. Cho đến nay, chưa phát hiện ca nhiễm Omicron nào ở Indonesia. Ngoài ba nước trên, một số nước khác như Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines hay Malaysia có chung phản ứng là ra lệnh cấm nhập cảnh người từ các nước ở khu vực phía Nam châu Phi, đặc biệt là các nước giáp với Botswana. Tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long tuần trước cho biết, do biến thể Omicron mà nước này có thể bị buộc phải lùi lại một vài bước trước khi có thể tiến thêm về phía trước. Trong kế hoạch sống chung với dịch COVID-19, dù vậy, ông Lý vẫn bày tỏ niềm tin rằng Singapore cuối cùng cũng sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Tại Trung Quốc, nước này vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược Zero Covid, kiểm soát chặt chẽ di chuyển trong và ngoài nước bất chấp áp lực muốn mở cửa từ khối doanh nghiệp. Việc biến thể Omicron xuất hiện càng củng cố thêm quan điểm của giới chức y tế Trung Quốc rằng mọi kế hoạch mở cửa cần phải được tiến hành một cách thận trọng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.